độ 848. Anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Ô Tô Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em con Exciter 848 hoặc là Yamakati 848 hoặc là Lucifer. Chắc nhiều phải cắt thì em ơi. Lucifer. Và con này là được lên bộ đề can của hệ thống quy đề can, bộ màu gọi là xi măng đổi màu hồng nhá. Con này thì nói thật với anh em là hợp cho những dòng siêu sang này. Nhưng mà vì là nhà mình là không gì ngoài điều kiện, là mình không gì ngoài đề can cả. Tiền thì mình không có chứ đồ thì mình đầy. Đó, anh em thấy không? Ra màu ánh hồng không? Màu này mà đi cho mấy bạn nữ, bạn đi con X6 chiếc mấy chị bà chị hôm nọ ấy. Nhờ. Đẹp không? Ánh ra màu xám xi măng rất khỏe. Nhưng ánh lại ra màu phấn phấn hồng. Em có nhìn thấy đổi màu không? Có. Đấy. Tùy góc. Nếu mà để mà lên cho những con đẹp xe đẹp này thì BMW. Đấy. Đấy, cái công ty này, cái qua bên này tầm này nhá. Mà lên những con ô tô này thì đẹp luôn. Đây là mình đang kỹ thuật viên bên mình đang dán cái lắp này và dán để can thời cho chiếc Mercedes này. Rất là BMW này. Rất nhiều các bạn có thắc mắc hay hỏi mình là cái việc là anh có dán ô tô không? Anh có lên đề can ô tô không? Mình dán từ những cái con xe tàu, xe chở hàng hay là su cóc chở hàng, thương hiệu các thứ mình dán ở cánh, ở kia các thứ nhận diện thương hiệu rồi cả tên logo công ty lẫn cả dán xe kiểm mình làm hết. Và đây là những cái giấy này, là giấy này bên mình nhập về là phục vụ chính là cho ô tô. Vì sao? Ô tô nó rất đắt đấy. Và con này Ducati 848 này là một trong những xe máy đầu tiên đấy, ngoài SH ra. SH lên rất nhiều vì SH nhiều nhựa. Xe ga, anh em xe ga lên con bộ này đẹp hết bài luôn. Con gái đi cũng đẹp và con trai đi thì cũng khỏe đấy. Và đây bây giờ sẽ giới thiệu đến anh em. Trên tay mình cầm rất là nhiều, các bạn xịn xò in hẳn luôn nhá. Honda Winner XCBR này, Yamaha Exciter 2019 này,
Yamaha Exciter đời cũ này, Yamaha R15 V3 này, SH 2020 này. Một cái bộ đề can này nó, các bạn biết gì không? PPF dán giống như anh em nhìn thấy cái này. Thì anh em có thể là không biết, nhưng mà nhìn cái này là anh em biết rồi đúng không? Gần như là dán điện thoại là ai cũng có dán, ai cũng dán cái này được. Đấy, sticker này. Đấy, sticker dán điện thoại. Và bây giờ mình sẽ nhờ bạn kỹ thuật viên bên đề can bạn dán. Dán cho anh con vui với cả gái. Mượn con xe để dán đề can sâu cho anh em quay video cuối cùng là tặng luôn thằng Quen. Đây còn Quen đấy. Dán này rất là kỹ càng. Vâng, chị chờ em tí ạ. Đây, chị vào trong bên này ạ. Sở dân chơi không phải đọc hướng dẫn luôn đúng không? Đây trong này có hướng dẫn nhá, dành cho những anh em không phải dân chơi, dân thường. Đấy, còn đây là dân chuyên thì đừng tính tiền với dân chuyên thì chỉ ăn với dán đề can thôi anh em, công nhận không? Đây dân thường đây mình sẽ có đây hệ thống của quy đề can này, địa chỉ số điện thoại này, in thiết kế này, giống Thái Lan không? Xin lưu ý tấm dán bảo vệ 3 lớp này. Đấy, tất cả anh em biết đọc tiếng Việt đều có thể làm được. Đấy. Bây giờ đang vệ sinh. Wow, dán nước luôn à. Nếu người thường mà không có cái này thì dán rất là dễ đúng không? Dán khô được á. À. Còn với chúng ta là dân chuyên thì chúng ta chơi nước cho sành điệu đúng không? Bỏ thôi. Nó có một lớp ni lông bên trên nên bóc ra nhé. Đợi tí cho nó khô. À, nó khô thì sướng nha. Em sướng rồi. Nhất em. Thế tí để sấy nữa. Cần phải cái này không cần phải sấy đâu. Cái này là dán như kiểu điện thoại các bạn. Đấy, nó hai lớp, một lớp này dán bảo vệ lên trong. Xong bắt đầu là miết căng hết các thứ ra, bóc ra phát là được luôn. Và chúng ta cùng đón chờ. Wow, con này là nhiều miếng nhỉ. Không như mấy dòng Yamaha. Cái này công là phải một dây bố húc này. Ờ à, đúng rồi. Đấy, công dây bố húc gặp Huy. Ngon quá gì nữa Huy. Mua cái này có 80 cả bao dán. Công một dây bố húc. Em bóc cái lớp bên trên lên là cái gì? Cái này là khó dán lên xe bình thường bởi vì nó nhỏ mà nhìn đấy. Nó có hai lớp luôn. Nó là vứt đi sao nhé. Vứt mà vứt bên ngoài mà. Dán này dễ đúng không? Chỉ đặt vào phát là được đúng không? Ừ, mà dán bằng nước thì nó cứ thế đặt. À. Nhưng cái keo này nó có bảo vệ được không? Nếu dán bằng nước này. Nó đợi nó khô nó dính chắc lắm. Khô á. À. Khô. Dính chắc hơn cả dán khô luôn. Wow. Cái lớp phim của ô tô. À. Đây là phim ô tô mà, phim bảo vệ PPF của ô tô mà. Lúc mình mới dán này nhìn nó nhờn. Được, em cứ để khô lát bóc ra để cho nó gặp cả. Đấy. Đây là đồ chuyên dán ô tô, nước xịt này là chuyên xịt xà phòng chuyên dán ô tô đúng không? Nước hoa. À, xịt nước hoa. Đấy, dân chơi đấy. Anh em thấy không, mang cả nước hoa ra xịt để dán ô tô. Dán con BMW đấy đúng không? Hello anh em, và bây giờ anh em dán xong rồi đây. Các bạn để ý cái điểm này này. Đấy, cái bóng này không? Không phải là bóng nguyên bản nó cái dán giấy nào nó bị đâu, mà xe này của em mình không bảo vệ nên là nó đã bị nước nó ngấm vào trong rồi, đồng hồ nó bị ngấm nước vào trong đấy, hai cái bọng nước này. Đấy, cái này là không phải là do dán đâu nhá. Đây này anh em nhìn này, những cái điểm bẩn này đấy, cái này là do nó bị hấp ở từ bên trong đấy. Và đây là chiếc Winner của kỹ thuật viên bên Quân Béo Mô Tô Winner. Bây giờ không mất thời gian của anh em nữa và chúng ta cùng đi review con này nhá. Ok anh em. Ok anh em. Và hôm nay là sau khi các bạn đã xem rất là nhiều clip quảng cáo rồi review, bây giờ đến lúc là anh em hào hứng nhất. Anh em xem cái video lúc đầu về clip test bô, test biếc các thứ nó vẫn chưa đủ vừa tập. Hôm nay mình sẽ xin chú để cho nổ cho anh em nghe. Đuôi chú. Quên, tập nhờ chú khoảng 30 giây nó nổ nhờ cái xe để tập quay cái video. Cảm ơn ạ. Đấy, cái này là mình phải đi vô to như phải văn minh lịch sự, phải nhờ đến đỡ bị ảnh hưởng những người khác. Cái cây là cây SC.
nào chơi đã nghiện cái tiếng máy của Ducati rồi ấy, nghiện cái độ vọt của Ducati thì khó mà có thể bỏ mà chạy được khác. Đấy là lý do rất là nhiều anh em nghiện Ducati Scrambler, Ducati 795, 796, 821. Con này là bản này, bản là gần mình đánh giá là bản rất là yếu đuối của con 848. Vì khi mà lên con 899 rồi nó sẽ khác hoàn toàn. Bản này chỉ bản Duster thôi, bản chạy bản nhẹ nhàng nhất của Ducati. Thì các bạn biết rồi, mình cá nhân mình ấy thì mình rất thích cái vành một góc, tức là cái bộ càng một góc cộng với vành một góc ở trên và vành trước, thì mình yêu cái dàn chân này. Cái dàn chân này thì nói thật là mục đích ban đầu ấy của mình mua về để mình độ thành Exciter, để mình lấy cái dàn chân trước và dàn chân sau để mình vào con CB 300 của mình. Nhưng mà sau khi lên cái xe này rồi thì mình lại thấy là gì? À, nó khá là hợp lý. Nó trông nó cũng nhôm nhựa đấy. Mình sẽ để lại để mình bày ở cửa hàng, và mình sẽ bảy nâng bảy nước lên mình ở để cửa hàng mình bày. Thì con này là một con 848 mà mình mua lại của cô em để cô em chia lại cho mình, và mình sẽ review cho anh em con Ducati quên, phải gọi nó là bây giờ là Exciter 848 nó độ những gì, và hôm nay mình sẽ review cho anh em. Bây giờ chúng ta quay trở về dàn đầu xe. Đầu xe thì mình sẽ giữ nguyên cái hệ thống đầu xe và bình xăng của con Ducati. Bởi vì tại sao? Bởi vì hệ thống Ducati nó có cái đồng hồ nó rất là khủng hoảng. Tháo đồng hồ ra cái là lỗi luôn, tháo đồng hồ ra là lỗi, cứ lỗi đồng hồ là xe không chạy được. Đấy là cái lý do vì sao mình phải giữ lại cái đồng hồ. Và cái đầu đèn này, hệ thống bình cầu của nó rất là đẹp. Đấy, mình sẽ nổ máy lên, nó nổ máy lên. Đấy, cái bình cầu nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một bản là gọi là bản xuất châu Âu đặc trưng. Đấy là cái bóng này, bóng halogen, bóng sợi đốt, ánh sáng vàng. Vì là tại sao? Thời tiết châu Âu nó rất là nhiều sương, nên là những chiếc Ducati này sinh ra để đi đường châu Âu, nên là bắt buộc là phải ánh sáng vàng. Đấy, nguyên bản này bạn này, motorcycle đốt sale à. Đấy, và cái này thì anh em nhìn thấy một cái phần trắng, một phần carbon không? Cái này là mình chưa dán xong, mình chưa làm xong đây để lấy xe đi quay vlog luôn rồi. Thì đây là cái bộ đầu đèn mình giữ nguyên của Ducati 848. Dàn chân của nó là chạy sử dụng là thụt xô hoa nhá anh em nhá. Thụt xô hoa 848 ti rất to luôn. Kèm đôi heo Brembo chân 100mm. Chân này của nó 100mm. Chắc là con này mình cũng sẽ nhấc ra để mình vào con CB 300R của mình. Đấy, vành bản lớn. Đấy, các bạn thấy không? Đang sử dụng cặp lốp là trước 120 sau 108 của Michelin Roadform. Về cái đây, cái cánh này thì các bạn thấy đây, nguyên bản tất cả hắt lên trên đây là của Ducati 848. Thì đây mà mình đang sử dụng là cánh chim của Exciter, nhưng mà nó chỉ bé đến đây thôi, và mình làm tạo hình mới lên để nó ôm sát vào cái khung xe của Ducati. Và anh em thấy quả mọc cầy trông khuyết tật lắm. Mọc cầy này của RM5V3 nhựa ABS độ lên, mình lắp lên để che cái lốc máy đi trông cho đỡ trơ thôi. Đấy, vì tại sao? Vì cánh yếm Exciter nó chỉ đến đây thôi, nó sẽ trơ lên rất là nhiều. Và cái toàn bộ cái tổng thể xe này thì mình đang dán bộ đề can cao cấp của chuyên ô tô, những dòng ô tô siêu sang người ta hay chơi. Các bạn nhìn thấy nó màu tổng thể màu xanh xi măng, nhưng mà có những cái khoảng ánh nắng hắt vào là ra màu tím hồng đúng không? Đấy, tím hồng cực kỳ là đẹp. Thì cái màu này nó là màu gọi là màu xi măng đổi màu, xi măng đổi màu. Đấy, màu nhìn ở một góc thì là ra màu xanh xi măng, nhìn một góc nữa là ra màu tím hồng, rất đẹp luôn. Đấy, và chiếc xe này thì để mà độ được lên con như này thì nó có khó khăn duy nhất ở cái điểm này, ghép làm sao cho cái cánh này nó hợp với cái cánh này thôi. Đấy, làm tạo hình một đoạn ở đây. Đấy, nhưng đoạn là tạo hình làm đây. Đấy, còn đa phần là tất cả những thứ là mình lắp vào là như zin. Cái đuôi này nữa. Đấy, đuôi này mình làm rất là nhiều lần nhá anh em nhá. Đuôi và yên. Yên này thì lần đầu mình làm ở trên nhà chị Chu Hạnh, nhưng mà không được ưng ý lắm, thì lần thứ hai mình có mang lên Linh Hương mình sửa thì nó ra được cái form này nhẹ nhàng hơn. Đấy, trước thì chị Hạnh chị làm cho mình cái yên nó hơi bị dày, trông nó sẽ bị cao và mình ngồi lên nó rất là cao, nên mình không được ưng ý lắm, nên mình có sửa lại cái yên này. Đấy, và cái đuôi này, cái hai cái ốp này thì mình đang sử dụng là theo đúng cái khung zin của Exciter 150. Rất là may là khi mà đi mua lại một cái khung cũ thì lại mua được hàng đồng nát, lại có một cái khung của Exciter. Đấy, nhưng anh em nhìn thấy là nó hơi bị to bè ra đúng không?
vì mình mở ra để làm gì, để hợp với cái dàn bình xăng và hàng khung rất là to khủng khiếp này của chiếc Ducati 848. Thì cái đuôi này là cái mà mình rất là ưng ý. Đấy, anh em nhìn từ đuôi đít ra, nhìn từ đây nhá, đố anh em luôn, tôi chắn từ đây đố anh em luôn luôn. Ai chẳng ai nói đây là con Ducati cả, mà đây là con Exciter lên cao một góc, đúng không các bạn? Đỉnh cao của tả chó, như anh em đi đằng sau nhìn mà ui Exciter độ đẹp thế, mà máy sao nó lại khỏe thế, thì chứ không, nó là đầu đèn là của Ducati. Đấy. Mình thích là thích nhất là bộ càng một góc này. Nhờ. Cái càng sau này, camera đi ra quay bộ càng này. Đẹp dã man luôn, to khỏe, bọc xịn sò. Và cái nan của con 848 này với cả nan con Hyper, hai Ducati Hyper, nan nó nan chữ Y rất khỏe và đẹp. Đấy. Con này thì mình làm lên với mục đích là chỉ để nghịch thôi. Nhưng mà con này mình để lấy ra dàn chân ra để lên con Honda CB300. Nhưng mà bây giờ nó đang lên như này rồi, đẹp đẽ long lanh rồi. Nhông xích các thứ mình rửa ráy sạch sẽ, mình tra dầu tra mỡ xong rồi mình sẽ dựng ở cửa hàng. Vì đi con này nó rất là mạnh nhá. Đi con này cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, khi mà chạy con này thì thấy là nó rất là phấn khích, cộng với là cái máy của nó, cái bộ nồi côn đặc trưng của Ducati. Tiếng nó cứ nghe cạch rất là đàn ông, rất là sướng. Và con này là có cái gương zin của Ducati 848 rất là hay nhá. Mình xin nhan cho anh em luôn này. Đấy. Đẹp không? Đấy. Ôi, chưa mở điện. Sorry các bạn. Đấy. Cả xi nhan zin Exciter, cả xi nhan này luôn. Đấy, và đây mình cả xi nhan nữa. Được của nó. Các bạn thấy được của nó. Đây là bản độ con béo ô tô độ xong, bản độ lộ cộ. Đấy. Còn nói thật với anh em là nhiều anh em sẽ chê là anh em bảo thừa tiền anh em để xe zin này đẹp. Ok các bạn. Các bạn, đấy là cái ý kiến cá nhân của bạn. Và mình nói luôn, đấy đéo phải xe của bạn, xe của mình thích làm gì mình độ. Kể cả bây giờ mình dỡ máy ra mình làm xe đạp được, mình làm xe điện được. Vì là sao? Vì nó là tài sản của mình, nó là quyền của mình, nó là đồ vật của mình thích dùng thế nào đấy là quyền của mình. Còn nếu là của các bạn có thích để zin, các bạn thích độ thành winner, các bạn thích độ thành con gì, đấy là quyền các bạn. Và cái việc thực hiện nó thì khó hay dễ thì lại do người độ. Đấy là quyền của mỗi người. Còn đây là cái này mình thích, ý tưởng của mình là gì? Là cái các bạn đã xem ở trên YouTube là có bạn của con Honda Coupe 110 độ lên từ vỏ của con Honda CBR 400RR. Nó lên đúng dáng Coupe luôn và độ thành con này. Và bây giờ mình cũng sẽ làm cái clip test giống các bạn Nhật, và mình sẽ cắt riêng cái clip test đấy, mình sẽ đăng một cái video. Ok anh em, và chúng ta hãy cùng đi xem clip mình test ở trên xe ở trên đường nhá.